máy tính, sau đó thì sẽ chia sẻ cho anh em. Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta cùng tìm hiểu về cái đặc điểm của cái bệnh RO này trên vịt. À, thì cái RO thì nguyên nhân của nó là do RO virus gây ra trên gia cầm và thủy cầm. À, nó gồm từng cái chủng một, ví dụ như avian RO virus, viết tắt là ARV, thì cái chủng này thì nó gây bệnh chủ yếu ở trên gà. Thì hiện nay ở trên gà thì cái ARV này nó gây trên gà cũng khá là gây ra thiệt hại rất là lớn, và chúng ta đã phải sử dụng đến vaccine để phòng bệnh. Và vaccine RO thì cũng tương đối là đắt, và hiện nay chỉ có một số đơn vị có. À, cái bệnh thứ hai ở trên thủy cầm đó là bệnh gây trên vịt siêu thịt, ngan và vịt nai, có tên là Muscovy duck RO virus, viết tắt là MDRV. Một cái chủng nữa gây bệnh trên ngỗng đó là Ghost RO virus, gây bệnh trên ngỗng. Thì tất cả các cái chủng gây RO này thì nó đều thuộc họ RO virus, và thuộc cái nhánh Ortho RO virus, và ở Trung Quốc thì nó xuất hiện từ năm 2005. Lịch sử bệnh này thì có từ rất lâu rồi, nhưng ở Trung Quốc thì nó bùng lại từ năm 2005. Và nó xuất hiện ở các tỉnh như Tứ Xuyên, Quảng Đông, An Huy và các tỉnh phía giáp biển của Trung Quốc. Và các cái tỉnh này ấy, thì nó báo cáo rằng là có một cái bệnh mới ở trên vịt, xuất hiện trên vịt thuộc nhiều cái loài khác nhau. Trên cả vịt siêu thịt, rồi trên ngan, trên vịt lai ngan, trên ngỗng. Và nó đe dọa cái sự phát triển mạnh của ngành thủy cầm của Trung Quốc. Và thời gian gần đây thì người ta xác định một cái chủng mới, đó là chủng có tên là Lovell duck RO virus, tức là cái chủng RO mới ở trên vịt. Tức là nó là cái, mình hiểu luôn là nó dạng biến chủng của cái RO thông thường trên vịt. Và cái chủng này nó cũng thuộc cái Ortho RO virus, nhưng phạm vi của vật chủ bị nhiễm đã mở rộng hơn, và nó trở thành một bệnh truyền nhiễm quan trọng đối với ngành chăn nuôi gia cầm và thủy cầm. Ví dụ như là ở trên vịt siêu thịt ngan thì nó có cái Muscovy duck RO virus, trên ngỗng thì nó là có cái Ghost RO virus. Thế thì cái novel duck RO virus này ấy, thì nó gây bệnh ở trên cái đối tượng nó rộng hơn, tức là nó có thể gây bệnh ở trên cả tất cả cái nhóm ngan vịt, nó không trừ nhóm nào cả. Nên là RO hiện nay thì nó có hai cái, một cái RO bình thường thông thường gây bệnh trên từng nhóm đối tượng, cái thứ hai là cái nhóm RO virus chủng mới, thì nó gây bệnh ở trên tất cả các nhóm đối tượng. Đấy, thì chúng ta hiểu sơ bộ là như thế, chúng ta cũng không cần quan tâm quá nhiều đến các cái vấn đề liên quan đến sâu về virus hoặc là về sinh học phân tử, ta sẽ tập trung vào những cái chính. Thì tùy theo từng cái nhỏ cái chủng gây bệnh khác nhau thì nó có cái đặc điểm khác nhau. Thứ nhất là bệnh do RO mà gây bệnh ở trên nhóm ngan vịt thịt, tức là Muscovy duck RO virus, thì nó có một số đặc điểm như sau. Bệnh do gây ra trên vịt này thì nó xuất hiện quanh năm, nhưng nó hiếm gặp vào cái mùa đông xuân. Vụ đông xuân thì nó ít gặp hơn, và tỷ lệ mắc bệnh cao rõ rệt vào những cái mùa thời tiết nóng ẩm. Chính vì cái đặc điểm này là chúng ta thấy là cái mùa bây giờ này, cái mùa đang mưa này, nóng ẩm này, là cái mùa mà cái bệnh này nó phát sinh nhiều. Và thời gian gần đây thì anh em ở ngoài thị trường thì cũng chia sẻ cái thông tin là gặp rất nhiều những cái dạng như đều nghi ngờ chưa biết là bệnh gì, và đang xử lý theo nhiều cách khác nhau, có cách thì được, có cách thì không. Đấy, thì nó xảy ra ở thời điểm này. Thứ hai là bệnh này chủ yếu xuất hiện vào cái lứa tuổi từ 7 cho đến 35 ngày tuổi, và xuất hiện tập trung nhiều nhất ở cái lứa tuổi từ 10 đến 25 ngày tuổi. Đấy là một cái đặc điểm dịch tễ rất là quan trọng. Nên nó phổ biến từ 7 đến 35 ngày tuổi và xuất hiện nhiều nhất từ lứa tuổi từ 10 đến 25 ngày. Và mầm bệnh có thể lây nhiễm qua đường tiêu hóa và đường hô hấp. Đấy, do đó nó có thể lây qua thức ăn nước uống và nó có thể lây qua không khí. Đó, thì đây là cái đặc điểm dịch tễ rất là quan trọng chúng ta lưu ý. Bệnh do RO chủng MDRV thì nó gây ở trên vịt con, ngan con, vịt siêu thịt, vịt Bắc Kinh, vịt Anh Đào, các loại vịt siêu thịt khác. Tỷ lệ chết của bệnh này thì tương đối là cao, từ 60 đến 90% trên cái vịt thịt. Và ở vịt lớn có thể chết ở từ 50 cho đến 80%. Tỷ lệ chết rất là cao. Nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp, những cái giải pháp để chúng ta xử lý thì cái thiệt hại cho bệnh này rất là lớn.
Một đặc điểm nữa của cái RO do cái chủng MRV này ấy, thì nó có thể lây lan theo chiều ngang hoặc chiều dọc, tức là nó có thể truyền cả qua trứng, truyền cả các cái qua các cái trung gian truyền bệnh, và dễ phát sinh trong các cái điều kiện thay đổi thời tiết đột ngột, ví dụ như là đang nắng chuyển mưa, đang nóng chuyển lạnh, hoặc là các cái điều kiện vệ sinh kém, mật độ nuôi dày đặc thì rất dễ bùng phát RO. Đặc biệt là những cái thời điểm thời tiết mà hay bị stress, thì stress nhất là stress nhiệt, nắng nóng thì nó sẽ gây ra cái tình trạng nguy cơ mà RO này rất là lớn. Thì đây là một đặc điểm dịch tễ rất là quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Cái đối với RO chủng mới có tên LDRV, kia là MDRV, đây là LDRV, tức là Lovell Duct RO virus. Thì là cái chủng mới thì nó có một số đặc điểm nó khác so với cái chủng MDRV, đó là gì ạ? Tuổi phát bệnh thì nó sớm hơn. Cái chủng kia thì nó từ 7 cho đến 35 ngày tuổi. Nhưng cái chủng mới này ấy, thì nó xuất hiện ở cái lứa tuổi từ 1 cho đến 22 ngày tuổi. Tỷ lệ chết ở bệnh này thì thấp hơn, chỉ 10 đến 15% thôi. Nhưng mà nó có thể chết dai dẳng kéo dài tới 30 ngày tuổi. Và thường là ở Việt Nam thời gian gần đây thì chúng tôi nhận định là nó, với những cái thông tin lâm sàng anh em cung cấp và những cái dịch tễ anh em cung cấp, thì nó xuất hiện hiện nay là chủ yếu là liên quan đến cái chủng LDRV, là cái chủng mới, là chủng RO mới. Cái chủng mới này thì nó không có triệu chứng rõ rệt ở các giai đoạn nhiễm bệnh, và chủ yếu là chúng ta sẽ thấy là cái triệu chứng bị liệt mềm chân là chính, tức là con vịt cái chân, cái bàn, đặc biệt là cái khớp bàn chân ấy, là nó hay bị sưng ở cái khớp bàn. Và thứ hai là nó bị liệt, con vật nó cảm giác chân nó yếu, nó không đứng lên được. Và sờ vào cái phần chân nó sẽ có dấu hiệu làm mềm. Dấu hiệu chính của cái bệnh bệnh RO chủng mới này ấy, là thấy vịt nó rất là còi cọc và chậm lớn. Thế thì cái thông tin còi cọc chậm lớn này thì anh em hay kháo nhau là bệnh sơ cô trên vịt. Sơ cô trên vịt, nhưng thực không phải sơ cô trên vịt ạ. Không có sơ cô, không phải bệnh sơ cô trên vịt. Và hiện nay thì một số anh em nhập các cái hàng của Trung Quốc thì mới không biết là tôi cũng chưa tôi một số cái hình gửi chưa rõ lắm, thì bảo là có vaccine sơ cô trên vịt ở Trung Quốc. Thì tôi có hỏi ở đồng nghiệp phía Trung Quốc thì họ cũng chưa có vaccine nào là vaccine sơ cô cho vịt cả. Mà cái bệnh mà anh em đang nhầm lẫn chính là liên quan đến cái bệnh RO này, RO chủng mới. RO chủng mới thì có một cái đặc điểm mà chúng ta lưu ý. Thứ nhất là ta thấy con tỷ lệ con vịt bị liệt nhiều. Thứ hai là bàn chân nó có dấu hiệu là bị sưng ở khớp bàn và chân bị mềm. Và tổng đàn mình sẽ thấy là con vịt nó còi cọc chậm lớn, mà nó chết dai dẳng đến khoảng tầm 30 ngày tuổi. Đó. Thì đấy là một cái đặc điểm dịch tễ rất quan trọng mà anh em phải lưu ý. Đối với cái vịt con mà nhiễm cái RO virus chủng mới ấy, thì nó có thể gây hoại tử lách và làm phá hủy trầm trọng các tế bào lympho ở túi Fabricius. Nên là bệnh này cũng là một cái bệnh mà nó gây ra cái suy giảm miễn dịch rất là nghiêm trọng. Vì nó tấn công lên các đến cái phần liên quan đến lách, là cái cũng là một cái cơ quan liên quan đến miễn dịch và cơ quan tạo máu. Và thứ hai là phá hủy cái túi các cái tế bào lympho ở trong túi pha. Đó, mà túi pha thì là cơ quan miễn dịch sơ cấp, đúng không ạ? Nơi sản sinh và biệt hóa các tế bào lympho và biệt hóa tế bào lympho, là cơ quan đáp ứng miễn dịch sơ cấp của cơ thể. Thì nếu mà nó tấn công vào túi pha thì đương nhiên là nó sẽ rất dễ bội nhiễm và kế phát các bệnh khác. Nếu mà chúng ta kiểm soát phòng bằng vaccine không hiệu quả ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là con vật nó sẽ bị nhiễm các cái mầm bệnh đa yếu tố, tức là diện nhiễm đa yếu tố, nó có thể bị tổn thương và bị có biểu hiện bệnh tích của rất nhiều bệnh vì vấn đề miễn dịch suy giảm. Và do đó là cái con vật mà khi nhiễm cái RO chủng mới này thì nó suy giảm miễn dịch, việc đáp ứng với các loại vaccine, các bệnh khác nó cũng bị hạn chế và có thể gây nhiễm trùng hỗn hợp, tức là nhiễm bệnh đa yếu tố hoặc là nhiễm trùng thứ cấp. Thì đấy là đối với chủng RO chủng mới thì nó lại có cái nguy hiểm. Sự khác biệt giữa hai cái chủng này là đối với cái chủng RO gây bệnh trên phổ biến trên ngan vịt thịt, tức là MDV thì MDRV, thì cái chủng đó thì nó gây chết rất là cao, chết nhiều và gây ra thành dịch và chúng ta có thể nhận ra được ngay. Nhưng mà đối với cái chủng RO chủng mới ấy, thì
nó lại triệu chứng bệnh điều, về nó không điển hình, nó không không rõ ràng. Thế nhưng mà nó lại tấn công vào cái hệ các cái cơ quan miễn dịch, đặc biệt là lách và đặc biệt là túi lympho, các cái tế bào lympho trong túi Fabricius ở trên con vịt. Túi phá ở vịt thì anh em chưa mổ, chưa có thể là không biết, nhưng mà cái túi phá ở vịt nó cũng nằm ở cái vị trí là ngay bên dưới cái lỗ huyệt, ngay bên dưới trực tràng lỗ huyệt. Và túi phá con gà thì nó hình bầu dục, nhưng túi phá con vịt nó dài, đúng không? Nó dài, nó dài. Thì anh em mổ ra anh em sẽ quan sát thấy. Thì về một cái đặc điểm dịch tễ của hai cái chủng này thì có một số cái đặc điểm như thế, thì anh em lưu ý để khi mà mình xem, mình nghiên cứu thì mình sẽ thấy được cái vấn đề nó nằm ở đâu. Đó. Tiếp theo là về các cái triệu chứng RO ở trên vịt ngan thì nó được mô tả như sau. Thứ nhất là đối với vịt ngan ngỗng ốm thì thường bị suy nhược rất là nhanh. Chúng ta thấy là đàn nó ủ rũ mệt mỏi, và đặc biệt là có một cái dấu hiệu là con vật nó lười vận động, thể trạng yếu và chân nó thì mềm và co rúm. Do những con vịt này nó ngồi lâu, nó dễ làm cho máu kém lưu thông và sưng tấy tím tái ở phần chân. Nên là nếu anh em ở trên Zoom ấy, thì anh em đã thấy là cái hình rất đặc trưng của cái RO. Và cái này thì bị ở vịt 10 ngày tuổi, chân nó sưng tụ máu, và đặc biệt là cái phần khớp bàn là sưng lên rất to. Nếu chúng ta rạch ra vị trí này thì nó sẽ có các cái dịch viêm giống như là RO ở trên gà thôi, đúng không? Thứ nữa là gì ạ? Tổng đàn thì sẽ giảm ăn, chán ăn, uống rất nhiều nước. Con vịt thì tiêu chảy, phân dính bết ở hậu môn, phân có dạng màu lỏng, có phân có dạng lỏng màu vàng hoặc trắng xám hoặc là trắng lẫn xanh, và có lẫn các cái chất nhầy. Đó. Thế về đặc điểm phân thì nó không có gì đặc trưng, không có nhiều cái đặc trưng, nó cũng giống như một số trường hợp tiêu chảy khác, nó phân nhiều màu. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái đặc điểm của RO. Cái quá trình phát triển bệnh thì thường kéo dài từ 2 cho đến 14 ngày, 2 đến 14 ngày. Và đỉnh điểm tử vong của cái bệnh này là khoảng từ 5 đến 7 ngày sau khi mà nhiễm. Tức là cái giai đoạn, tức là nó có quá trình phát bệnh, nó thể kéo dài từ 2 cho đến 14 ngày. Và chết thì nó tập trung ở giai đoạn từ 5 đến 7 ngày sau khi phát bệnh. Đó, đấy là cái đặc điểm mà chúng ta lưu ý. Cái tử vong này, thời gian tử vong từ lúc phát hiện bệnh đến 5-7 ngày thì nó kịp để cho chúng ta có thời gian chúng ta can thiệp xử lý. Tình trạng đối với bệnh RO này thì nó về hô hấp thì nó có một cái đặc điểm là nó thở rất là gấp, vịt ốm mất nước và sụt cân rất là nhanh, cuối cùng là nó chết do kiệt sức. Trường hợp này nó hay chết do kiệt sức, thì đấy là một cái dấu hiệu triệu chứng. Ở trên Zoom thì anh em nhìn thấy đây là một cái phân màu trắng xám rất đặc trưng của cái bệnh RO này. Đó. Đây là một số cái hình ảnh triệu chứng của cái bệnh RO. Vịt con khoảng 7 đến 10 ngày tuổi, ủ rũ mệt mỏi và thường nằm bệt như này, nó thường ngồi rất nhiều, vấn đề chân nó đau, đặc biệt khớp bàn nó đau và chân nó mềm, nó không đứng được, nên là gì ạ, nó cứ ngồi vậy đâu. Và nó chết do suy kiệt và không lấy được thức ăn, nước uống và mất nước nhiều. Thì ở phần cái hình bên dưới đây thì đây là một cái hình mà anh chị em nhìn thấy nó sưng cái đầu khớp bàn rất là to và khớp đỏ. Và đây là một cái trạng thái phân của RO, phân có bọt và nhiều nước, có màu trắng, màu vàng xanh. Đấy là một màu phân cũng đặc trưng của cái bệnh RO này. Tiếp theo là đến bệnh tích của RO trên vịt ngan. Thì những cái bệnh tích chung thì chúng ta có thể thấy, thứ nhất là chúng ta quan sát trên gan. Gan của RO này sẽ có màu nâu nhạt. Nếu mà sờ vào cái gan này thì nó sẽ bở, rất dễ lát. Trên bề mặt gan thì xuất hiện nhiều cái biến đổi. Bề mặt và nhu mô gan có những cái chấm xuất huyết. Bề mặt và nhu mô gan có những cái chấm xuất huyết. Mắt thì thường có thể quan sát với nhiều cái, tức là mắt thường chúng ta có thể quan sát trên cái bề mặt gan ấy, nó có những cái điểm xuất huyết từ đinh ghim cho đến to bằng hạt gạo. Tức là trên gan thì có màu nâu nhạt này, gan bở này, dễ nát này, và có những cái biến đổi trên bề mặt gan, như nó xuất hiện những cái điểm xuất huyết lấm tấm như đinh ghim, hoặc là to như hạt gạo. Đấy là cái đặc điểm, những cái đặc điểm đầu tiên, những cái trường hợp đầu tiên khi phát bệnh ở thể nhẹ. Thì cái đặc điểm này thì nó cũng dễ nhầm lẫn với, một là cái ký sinh trùng đường máu ở trên vịt, hai là nó sẽ dễ nhầm lẫn với bệnh viêm gan vịt, và thứ ba là bệnh dịch tả vịt, là mình cũng có thể có những cái đặc điểm như vậy. Nên là sau, đến cái phần sau, đến phần chẩn đoán ấy, thì chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về cái đặc điểm, những cái đặc điểm liên quan đến
đến đến đến chẩn đoán phân biệt đó. Và trên gan này thì xuất hiện các điểm hoại tử màu trắng xám hoặc màu hoại tử màu vàng xám. Đôi khi thì nó xuất hiện các cái vết hoại tử dạng đốm, mép không đều, xỉn màu, có hình như bông hoa. Nên là cái bệnh REO này mà những trường hợp mà gan nó xuất huyết lốm đốm và mép không đều ấy, trông như những bông hoa, thì người ta còn gọi là bệnh hoa gan hoặc là bệnh gan hoa. Đấy, ở Trung Quốc thì có cái từ người ta gọi là bệnh gan hoa, tức là trên gan có xuất hiện những cái đốm hoại tử giống như là gan hoa, như bông hoa ở trên gan. Thì gan nó có một số đặc điểm như vậy. Thì trong nữa anh em ở trên Zoom thì anh em sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh bệnh tích nó rất là rõ. Còn đối với cái cơ quan thứ hai mà bệnh tích xuất hiện rất là nghiêm trọng, đó là lách. Lách thì bị sưng to, có màu đỏ sẫm hoặc tím đen và thường cứng. Chúng ta sờ vào cái lách nó sẽ cứng. Trên bề mặt và mặt cắt thì có nhiều chấm hoặc ổ hoại tử màu trắng và màu vàng với các kích thước khác nhau. Như vậy là trên lách nó cũng có hiện tượng là bị hoại tử lấm chấm hoặc là hoại tử thành đám màu trắng với kích thước khác nhau. Lách thì sưng to, tím đen hoặc là sẫm, màu đỏ sẫm và cứng. Nếu mà nặng hơn trên bề mặt giai đoạn sau nó hoại tử thì nó sẽ xuất hiện những cái hoại tử lấm chấm ở trên bề mặt lách hoặc là những lốm đốm trắng ở trên bề mặt lách. Đó, thì với cái bệnh tích này thì nó rất dễ nhầm lẫn sang một cái bệnh, đó là bệnh bại huyết ở trên vịt. Đó, rất dễ nhầm lẫn với bại huyết trên vịt. Và ở Trung Quốc thì người ta đã tổng hợp một cái hội chứng gọi là hội chứng hoại tử lách. Thì về cái hội chứng hoại tử lách này thì tôi sẽ xin phép chia sẻ cho anh em ở một chủ đề khác, tức là nó sẽ liên quan đến rất nhiều bệnh. Nên là mổ ra là nhìn thấy cái lách là nó cứ bị hoại tử lấm chấm hoặc là bị sưng hoặc là bị có u ở trong lách, vân vân. Thì về cái chủ đề mà hội chứng hoại tử lách thì tôi sẽ xin phép chia sẻ ở một cái chủ đề khác chưa? Thế đấy là về lách. Một cái cơ quan tiếp theo, một cái cơ quan đích tiếp theo, một cái bệnh tích xuất hiện, đó là cái tuyến tụy của cái con vịt bị bệnh ấy, thì nó bị nhợt nhạt, bị sung huyết, xuất huyết hoặc chảy máu. Đấy, thì và trên bề mặt tuyến tụy thì nó xuất hiện các cái đốm nhỏ màu trắng xám lan tỏa, tức là nó có thể lan tỏa hoặc là nó khu trú, hoặc là các ổ hoại tử có kích thước khác nhau ở trên bề mặt và hình dạng tương đối đều đặn và tròn. Thì cái bệnh tích này thì có ở trên cái slide tôi đang trình chiếu ở phần sau, thì anh em quan sát anh sẽ thấy. Thì tuyến tụy này nó cũng là một cái tuyến mà liên quan đến tiêu hóa, liên quan đến hấp thu, do đó là đặc biệt là liên quan đến tiết các cái enzyme tiêu hóa protein, nên là sau liên quan đến phần can thiệp điều trị là mình phải hết sức lưu ý đến cái đặc điểm này. Rồi tiếp theo nữa là một số đối tượng thì nó bị tràn dịch màng tim, một số con thì nó bị tràn dịch màng tim, bị viêm màng ngoài của tim, tim cũng bị viêm. Đối với thận thì cũng bị sưng và sung huyết xung quanh thận, và đôi khi thì các cái cơ quan này cũng có những cái chấm hoại tử màu trắng xám. Đôi khi các cái cơ quan này cũng có những chấm hoại tử màu trắng xám, tức là một cái đặc trưng của REO đó là gây hoại tử điểm, hoại tử đốm ở trên các cái nội tạng như gan này, lách này, tuyến tụy này, thận này, và một số trên tim. Về thành ruột thì những cái con mà bị REO này thì thành ruột mỏng và hay bị mỏng ở cái lửa sau, tức là ở những cái phần mà đoạn trực tràng đấy, trực tràng chủ yếu là cái đoạn ruột già sẽ bị mỏng và có bọt ở bên trong. Đôi khi thì màng thanh dịch của ruột thì có màu xám và có các đốm hoại tử màu trắng. Đôi khi chúng ta thấy trên ruột nó sẽ xuất hiện những cái đốm hoại tử màu trắng. Nên là cái bệnh REO này còn gọi là cái bệnh mà xuất hiện những cái hoại tử đốm trắng ở trên các cái cơ quan nội tạng. Thì chúng ta sẽ quan sát cái bệnh tích ở phía sau. Đó là những cái đặc điểm chung của REO chung. Đây là cái bệnh tích ở trên gan. Trên hình anh em quan sát thấy là bề mặt và nhu mô gan nó có những cái chấm xuất huyết, có thể bằng đinh ghim, có thể bằng hạt gạo hoặc đầu đũa. Tức là nó có nhiều kích thước khác nhau. Và cái bệnh tích này thì rất dễ nhầm lẫn với dịch tả, rất dễ nhầm lẫn với những trường hợp bị ký sinh trùng đường máu, hoặc dễ nhầm lẫn với trường hợp bị dịch tả, viêm gan. Đó. Thì cái thông tin này anh em lưu ý để mình quan sát.
Các bạn nào muốn quan sát thêm về Zoom ấy thì anh em trên trang 24 giờ ấy tôi có đưa cái đường link của cái Zoom rồi, anh em có thể vào. Và cái Zoom này thì chỉ có sức chứa khoảng 300 người thôi. Bởi vì tôi cũng cái chủ đề này anh em yêu cầu hơi gấp nên tôi thông báo hơi muộn, có thể là nhiều người chưa biết thì anh em có thể theo dõi tạm ở trên nghe tiếng ở trên 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 Facebook. Thế còn lại thì tôi sẽ up cái bài này trên trên video, tôi đang ghi âm lại và tôi sẽ đặt up trên video để cho anh em có thể là quan sát được. Đó. Thì quay lại cái phần phân tích bệnh tích này thì chúng ta thấy là đó, đây là những cái bệnh tích mà liên quan đến WHO ở giai đoạn đầu. À, thì nó chỉ có những chấm xuất huyết và lấm tấm như này. Chính những cái chấm xuất huyết, lấm tấm với kích thước khác nhau này thì khi mà giai đoạn sau thì nó hoại tử, nó để lại chính những cái đốm hoại tử như thế này. À, nó cũng giống như là cái bệnh một số cái bệnh gây xuất huyết điểm ở trên 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 heo ấy, bệnh xuất huyết trên thận thì giai đoạn đầu đó là xuất huyết, giai đoạn sau thì nó sẽ là liên quan đến 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 hoại tử. À. Và ở cái hình bệnh tích bên cạnh anh em thấy là ngoài xuất huyết ra thì nó cũng có các cái đốm hoại tử trắng. À, như hạt gạo hoặc là to hơn. À, đấy là một cái bệnh tích. À, xin 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 lỗi anh em một chút, anh em nào đang kiểm tra mic giúp cho tôi, anh em có thể tắt cái mic được không ạ? À, bởi vì nó cứ sột soạt là tôi sẽ rất khó tập trung để chia sẻ cho anh em. Bị cả Sài Gòn săn lùng vì xin chú ve chai 20.000 đổ xăng. Ok, tôi xin phép tôi tắt hết tiếng của mọi người để sau đến lúc khi mà xong đến phần trao đổi tôi sẽ mở lại. Tiếp theo thì đến cái một cái bệnh tích, nó cái bệnh tích này thì nó thuộc cái chủng novel WRO virus, tức là cái chủng RO mới. Thì biểu hiện lâm sàng chính trên cái bệnh tích của RO chủng mới đó là nó sẽ có những cái hoại tử, có những xuất huyết đốm tấm từ hạt gạo cho đến từ đinh ghim cho đến hạt gạo ở trên bề mặt gan, và trên bề gan mặt gan thì xuất hiện những cái hoại tử lấm tấm ở trên bề mặt gan. Và đối với chủng RO chủng mới thì nó có hiện tượng là lách to, bị xung huyết hoại tử, và tim thì có hiện tượng xuất huyết ở thận, ở tim, ở túi pha, thì chúng ta sẽ kiểm tra. Thì đây là một cái hình ảnh bệnh tích trên gan của RO chủng mới. Tiếp theo là cái hình ảnh bệnh tích là hoại tử điểm và lấm tấm trên bề mặt gan và nhu mô gan. Đấy. Ở đây là cái trường hợp mà gan bị RO, cái gan này nó rất là bở. Và thứ hai nữa là trên bề mặt gan nó xuất hiện những cái lấm tấm trắng hoặc là vàng xám rất là dày đặc ở trên bề mặt gan. Cái này thì dễ nhầm lẫn sang trường hợp hoại tử gan do Salmonella hoặc là hoại tử gan do tụ huyết trùng. Thì ở phần sau chúng ta sẽ có cái mô tả kỹ hơn về cái chẩn đoán phân biệt của hai cái bệnh này. Đó. Còn đây là một cái hình rất là đặc trưng của hiện tượng hoại tử đốm, giống như bông hoa, nghe người ta gọi là bệnh hoa gan hoặc là bệnh gan hoa. Thì cái hình thứ hai đây anh em thấy là nó xuất hiện những cái đốm hoại tử với rìa là không đều nhau, có hình tựa tựa như bông hoa nên người ta gọi là bệnh gan hoa. Đó. Hình rất là đặc trưng. Về lách thì nó có hiện tượng tổn thương ở trên lách. Ví dụ lách to ra màu đỏ sẫm hoặc là tím đen cứng, và bề mặt thì có nhiều chấm hoặc ổ hoại tử màu trắng, màu vàng với kích thước khác nhau. Và cái hình thứ nhất là lách đen này, cái trên bề mặt anh em thấy là có những cái đốm hoại tử màu trắng như thế này. Còn bên này trường này lách thì sẫm đỏ, có những cái đốm hoại tử trắng như này. Đó. Thì cái trường hợp này nó dễ, cái trường hợp lách đen này thì nó dễ nhầm lẫn với trường hợp bị bại huyết do E. coli. Cái trường hợp này thì có thể dễ nhầm lẫn sang trường hợp bại huyết do Treme Rona Anna Petifer ấy, bệnh bại huyết ở trên vịt ngang. Thì đây là một trong cái trường hợp mà lách nó bị tổn thương. Đây là một cái dạng tổn thương khác của lách, là chúng ta nhìn thấy có những cái hoại tử u cục ở trên lách rất là điển hình với màu trắng hoặc là màu vàng xám, màu vàng xám. Tổn thương rất là trầm trọng. À, còn đây là một cái tổn thương lách mà chúng ta nhìn thấy là trên lách là toàn những cái đốm hoại tử trắng rất là dày đặc ở trên lách. À, cái này thì nó khác cái trường hợp là hoại tử vân đá hoa ở trên trong trường hợp bị RO, nó rất là đều. À, xin lỗi, hoại tử vân đá hoa ở trên bệnh là bệnh bại huyết ở trên vịt, còn RO thì nó lốm đốm trắng với kích thước không đều nhau. Đây là cái lách bị
hoại tử rất là đặc trưng. Đây là một trong bệnh tích rất là đặc trưng của bệnh này. Đối với tuyến tụy thì giống như vừa nãy mô tả, chúng ta thấy là tụy nó nhợt nhạt, sung huyết, chảy máu và xuất hiện các cái đốm màu trắng với các kích thước đều nhau. Thì ở đây trong cái hình thứ nhất đây, anh em nhìn thấy là nó có những cái xuất hiện điểm hoại tử đốm rất là đều nhau. Hoặc là trường hợp thứ hai, đây là cái trường hợp mà cái tuyến tụy nó bị sung huyết và xuất huyết. Sung huyết đây, xuất huyết đây, xuất huyết điểm đó. Thì chúng ta quan sát chúng ta sẽ thể thấy. Đó là những cái dấu hiệu về triệu chứng và bệnh tích của cái bệnh này. Thế vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán bệnh này như thế nào? Thì đối với bệnh này thì chúng ta có thể chẩn đoán bằng các phương pháp chẩn đoán phi lâm sàng. Ví dụ ta lấy mẫu, ta phân lập virus. Rồi trường hợp thứ hai, chúng ta có thể lấy mẫu để chúng ta chạy PCR hoặc real-time PCR. Thế còn chúng ta quan tâm, anh em mình làm nghề thì làm lâm sàng thì mình sẽ quan tâm về cái bệnh RO này ở trên lâm sàng. Thì đối với RO này thì lưu ý chẩn đoán phân biệt một số cái bệnh tương tự với triệu chứng lâm sàng của RO thường nhầm lẫn. Ví dụ như là bại huyết, ví dụ như bệnh ngộ độc do Clostridium botulinum, bệnh thiếu canxi, bệnh viêm gan vịt, bệnh dịch tả vịt, rồi bệnh thương hàn. Đó là những cái bệnh mà dễ nhầm lẫn. Thì chúng ta sẽ xem đặc điểm của từng bệnh như sau. Thứ nhất, đối với bệnh RO thì đặc trưng của RO là chúng ta thấy là xưng khớp và bại liệt chân ở vịt con và các loại vịt khác, và thường là bàn chân ở hai bên đều bị và kéo dài. Tình trạng này có thể kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, giai đoạn đầu thì mổ khám chúng ta sẽ thấy là xuất hiện những cái điểm hoại tử hoặc đốm trắng ở trên gan, đốm ở trên lách, viêm màng tim, viêm bao quanh miệng, viêm túi khí ở giai đoạn cuối. Thì đây là những cái trường hợp do RO virus. Còn trường hợp mà bị bại huyết trên vịt thì bệnh nó cũng gây liệt chân, bị đau ở bàn chân và thường bị chỉ bị liệt ở một bên thôi, thường bị liệt ở một bên thôi. Đấy là một cái đặc điểm. Cái trường hợp thứ hai là con vật có thể ho, có những cái triệu chứng thần kinh như lắc đầu, giật mình, vặn mình, viêm màng ngoài tim, viêm quanh khớp và viêm túi khí. Thì đây là bại huyết ở trên vịt. Và bệnh tích thì nó cũng có bệnh tích gần giống với cả RO, đó là bị hoại tử lách nhưng mà dạng vân đào hoa. Cái bệnh thứ ba là bệnh do ngộ độc do Clostridium botulinum. Thì cái bệnh này là bệnh ngộ độc vịt do cái chủng Clost. Thì cái bài này tôi đã chia sẻ trên Pet 24 giờ ấy, thì anh em có thể search ở trên Pet 24 giờ là bệnh Clostridium botulinum. Thì cái bệnh này cũng là bệnh gây, cái này thì nó gây ngộ độc trên người, chết rất là nhanh. Thì ngộ độc Clostridium ở trên vịt ấy, thì ngoài cái dấu hiệu là yếu liệt chân thì còn có cái dấu hiệu rất đặc trưng của bệnh này, đấy là cổ nó mềm, gọi là hay bệnh này còn gọi là bệnh cổ mềm ở trên vịt, đầu không nhấc lên được và tử vong rất nhanh, và có liên quan đến việc nó ăn, đặc biệt là vịt mà nuôi ở những cái vùng mà mùa này là cá chết nhiều ấy, là hay ăn cá chết, dễ bị những đàn vịt đó dễ bị và đi cả đàn luôn. Và mổ khám ở trường hợp mà ngộ độc do Clost này ấy, thì nó có các tổn thương loang lổ màu trắng ở trên gan và kích thước nó không đều, từ đinh ghim đến hạt gạo, mép không đều và mép mờ. Đấy, thì nó chỉ có tổn thương chủ yếu ở trên gan thôi, còn các cái cơ quan khác thì nó không có. Thì trường hợp ngộ độc trên vịt này là như thế. Một số cái bệnh khác cũng có triệu chứng bệnh tích lâm sàng giống với dễ nhầm lẫn với bệnh RO trên vịt. Đó là thứ nhất là bệnh viêm gan vịt. Viêm gan thì có các triệu chứng là hô hấp, thở hổn hển. Trong khi đó là RO virus thì hiếm có các triệu chứng ở bệnh đường hô hấp. Viêm gan nó sẽ có, ngoài cái vấn đề tổn thương gan, con vịt bị viêm gan là còn có cả dấu hiệu liên quan đến khó thở. Bởi vì viêm gan có một đặc trưng nữa là bị hoại tử, bị viêm ở túi khí và có mủ ở túi khí. Bệnh thứ hai trong số bệnh khác cũng có thể nhầm lẫn, đó là bệnh dịch tả. Thì nó cũng xuất hiện các đốm xuất huyết và hoại tử ở trên gan, nhưng mà lách tuyến tụy thì không có những cái đốm trắng sáng, tức là không có bệnh tích ở trên lách và tuyến tụy. Một bệnh thứ tiếp theo nữa là bệnh thương hàn. Thì bệnh thương hàn này có cái tổn thương đặc trưng là gan bị chảy máu nhiễm mỡ, hoặc là đặc trưng của cái thương hàn đó là chảy máu nhiễm mỡ, hoặc là trên gan có những hoại tử lấm tấm trên gan. Nhưng mà bệnh ở thương hàn thì thường kèm theo một cái bệnh tích khác, đó là viêm màng ngoài tim và có kén ở ruột. Đấy, cái trường hợp có kén ruột nó không khác gì bệnh đầu đen, nên một số chuyên gia gọi đây là bệnh đầu đen trên vịt là không đúng. Mấy thứ hai là một số bạn gọi cái trường hợp đấy đầu đen trên vịt là không đúng, mà đây là bệnh gì ạ? Bệnh thương hàn vịt.
bệnh thương hàn trên vịt do salmonella gây ra ở những trường hợp mà có kén. Và cái bệnh này thì tôi cũng đã chia sẻ trên Pet 24 giờ, anh em có thể search cái bệnh là bệnh do salmonella trên vịt thì sẽ thấy được cái bệnh tích có kén ở trên ruột của con vịt. Và khẳng định lại bệnh này không phải là bệnh gì ạ, bệnh đầu đen ở trên vịt. Có chuyên gia rất uy tín trong ngành gọi là bệnh đầu đen trên vịt, nhưng mà cái đó không đúng, đó là một bệnh tích của salmonella. Đó, thì chẩn đoán phân biệt chúng ta lưu ý đối với một số cái bệnh như thế này để tránh được nhầm lẫn. Về phòng ngừa và xử lý bệnh này thì đây là cái phần quan trọng nhất, đúng không? Chúng ta phải nắm được những cái đặc điểm về dịch tễ, đặc điểm về triệu chứng bệnh tích, về các cái tổn thương để mình đưa ra giải pháp can thiệp nó hợp lý. Thì bệnh này thì nó là cái bệnh mà do virus, do đó là sẽ không có thuốc nào đặc trị nó cả, không có thuốc đặc trị. Và vấn đề ở đây là chúng ta sẽ xử lý các cái vấn đề liên quan đến bội nhiễm, xử lý các vấn đề triệu chứng thì nó cũng có thể giảm được cái thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi. Thì đối với bệnh này, chức năng miễn dịch của nó bị suy giảm. Một trong những đặc điểm quan trọng là chức năng miễn dịch suy giảm. Do đó là gì ạ? Nó sẽ tăng cái tính nhạy cảm với các nguyên nhân gây bệnh. Do miễn dịch nó giảm nên là các cái mầm bệnh thường xuyên có trong môi trường nó sẽ là cái những cái mầm bệnh cơ hội. Do đó là khi mà bị bệnh này rồi thì làm sao đó chúng ta muốn là cái thiệt hại ít nhất cho cái người chăn nuôi, thiệt hại ít nhất về tỷ lệ chết, thì chúng ta phải gì ạ? Ngăn ngừa các vấn đề gì ạ? Nó có thể nhiễm kế phát. Thì rất nhiều các cái mầm bệnh ở trong môi trường luôn luôn thường trực sẵn có, đó là gì ạ? E. coli, đó là salmonella, đó là RA, đúng không? Là những cái mầm bệnh mà nó luôn luôn có trong môi trường, có thể xâm nhiễm bất cứ lúc nào. Thế thì ngoài cái việc chúng ta xử lý trợ sức trợ lực nâng cao sức kháng nữa, chúng ta phải chú trọng đến cái việc là gì ạ? Ngăn ngừa những cái vấn đề về bội nhiễm, đặc biệt là E. coli, đặc biệt là RA. Và thứ nữa là gì ạ? Bệnh này nó suy giảm miễn dịch thì các cái bệnh mà có thể tiêm phòng vaccine được thì mình phải tiêm phòng đầy đủ. Quan trọng nhất là dịch tả vịt, viêm gan vịt là mình phải tiêm phòng đầy đủ. Ngoài ra thêm một số cái trường hợp khác, cúm thì bắt buộc rồi. Thì khi chúng ta những cái trại mà được tiêm phòng đầy đủ vaccine phòng các cái bệnh mà có thể tiêm phòng được, thì khi bị RA, khi bị RO ấy, thì cái thiệt hại nó sẽ ít hơn và khi chúng ta xử lý sẽ dễ hơn. Thì dựa trên những cái đặc điểm về dịch tễ, đặc điểm về những cái tổn thương, bệnh lý, thì có một số cái giải pháp mà anh em có thể áp dụng như sau. Thứ nhất là chúng ta sử dụng cái vaccine phòng bệnh. Thì đối với vịt sinh sản, chúng ta sẽ có thể chủ ngừa cái vaccine RO bất hoạt, vaccine vô hoạt trên vịt hai lần trước khi đẻ. Đó. Chúng ta có thể tiêm phòng vào lúc khoảng 7 đối với RO này, chúng ta có thể tiêm phòng ở lúc khoảng 28 ngày và lặp lại vào lúc trước đẻ khoảng 15-16 tuần, tức là ở cái tuần tuổi khoảng 15-16 tuần. Còn vịt thương phẩm thì có thể tiêm cái vaccine RO nhược độc vào lúc 1 ngày tuổi. Thì vaccine này thì bên Trung Quốc có, Việt Nam thì chưa. Mọi người có hỏi là có sử dụng được vaccine RO trên gà hay không? Thì tôi cũng chưa tìm hiểu được cái phần này. Về bản chất thì nó cùng họ RO thôi. Nhưng mà bên Trung Quốc thì nó có cái chủng là nó cũng có sự khác nhau. Nên là mình nên sử dụng cái vaccine đúng chủng thì sẽ hợp lý hơn. Xin lỗi anh em ở trên Facebook một xíu, là ở đây là tôi định like cả cái bài giảng lên thì mọi người sẽ xem được cả hình ảnh, cả số liệu, cả thông tin. Tuy nhiên thì do là cái hôm nay cũng một trục trặc một xíu là không kết nối được từ Zoom sang Facebook, thì những cái đợt sau thì tôi sẽ chia sẻ với anh em nó đầy đủ thông tin hơn. Thế, bởi vì đã thông báo cho anh em trên Facebook rồi nên là mọi người sẽ nghe phần tiếng thôi. Thế còn anh em hiện nay là đang có một nhóm khác là đang online ở trên Zoom thì mọi người sẽ quan sát đầy đủ. Và tôi sẽ up cái bài này lên trên ghi âm lại, quay màn hình lại và gửi lại lên lại cho mọi người. Thế còn những cái bài sau thì tôi sẽ nhờ các bạn dành về Facebook thì các bạn sẽ hỗ trợ thêm một chút về cái vấn đề kỹ thuật để làm sao đấy có thể truyền tải thông tin đến cho anh em nhiều hơn. Thì rất xin lỗi anh em, anh Đông với anh Ngọc có nhắc về vấn đề là không thấy hình ảnh số liệu. Ok, thì đợt sau. Rồi, thì việc đầu tiên trong giải pháp phòng bệnh đó là sử dụng vaccine. Cái giải pháp thứ hai, cái rất quan trọng, đó là bệnh này gây suy giảm miễn dịch thì chúng ta phải
chú ý đến các giải pháp tăng miễn dịch, phá vỡ ức chế miễn dịch của bệnh, đúng không? Thì trong giai đoạn úm thì mình nên sử dụng các cái chất có tác dụng tăng cường miễn dịch. Đặc biệt là chúng ta nên sử dụng các cái polysaccharide hoặc là sử dụng các cái peptid để phá vỡ những cái thành phần gây ức chế miễn dịch. Thì trong giai đoạn úm thì lưu ý là không nên sử dụng các cái thức ăn ẩm mốc hoặc là các cái chấu độn mà có lấm mốc, vì lấm mốc là một trong những yếu tố mà gây ức chế miễn dịch rất là mạnh. Và chúng ta nên sử dụng các cái thuốc có vai trò kiểm soát sự phát triển của virus, ví dụ như là một số các cái axit hữu cơ, một số các cái polyphenol là những cái mà hiện nay đang được đưa vào sử dụng khá là nhiều. Các polyphenol thì thường được chiết xuất từ các cái thảo dược, đúng không? Thảo dược có thể từ nho, từ chanh, từ húng, vân vân, rất nhiều các cái sản phẩm mà có tác dụng là tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Ngoài ra thì chúng ta lại có thể bổ sung các cái chế phẩm có thành phần có bổ sung beta glucan để tăng cường miễn dịch cho cơ thể, hoặc là các cái chiết xuất sapolin từ các cái sâm, đó, từ các cái sâm trong tự nhiên thì nó sẽ giúp tăng miễn dịch. Thì đấy là đối với cải thiện và tăng cường miễn dịch khi mà nó phòng hoặc khi chúng ta xử lý bệnh này, nó bổ sung rất là hiệu quả. Một cái vấn đề nữa là nó tổn thương gan và thận rất là trầm trọng, và chính vì thế cái chức năng gan thận nó đều bị ảnh hưởng. Thì mình lưu ý khi điều trị xử lý bệnh này thì chúng ta phải sử dụng các cái thức uống, các nước uống mà có tác dụng giải độc gan thận cấp tốc cho gan vịt khi điều trị. Và khi hồi phục, khi mà nó đã giảm các cái vấn đề về lâm sàng rồi, thì chúng ta sử dụng thêm các cái thuốc bổ gan mật trong cái khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày. Thuốc bổ gan thì chúng ta phải dùng kéo dài hơn. Đấy là một cái vấn đề. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng các cái loại vitamin bổ trợ, đặc biệt là nhóm vitamin nhóm ADE, là những cái vitamin mà nó giúp liên quan đến kích hoạt miễn dịch, liên quan đến bảo vệ cái niêm mạc. B6, B12 là những cái vitamin mà ta nên đưa vào sử dụng trong trường hợp này. Và chúng ta sử dụng các cái multivit, các cái vitamin tổng hợp để chúng ta tăng cường cái sức đề kháng cũng như là bổ sung vitamin hỗ trợ cho việc tiêu hóa hấp thu. Và sử dụng các loại men tiêu hóa, trong các loại men tiêu hóa sống để tăng cường cái vấn đề tiêu hóa cho con vật. Bởi vì trường hợp này nó gây tổn thương đến tụy và đến gan rất là mạnh. Tổn thương đến gan thì ảnh hưởng đến chức năng của mật, cái tiết mật và chức năng của gan trong việc là phân cắt, đặc biệt là tiêu hóa các cái axit béo, đúng không? Các cái axit nó tiêu hóa các thành phần là lipid. Thế còn đối với tuyến tụy thì sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa protein. Do đó là mình bổ sung thêm các cái men, các enzyme tiêu hóa thì nó sẽ hỗ trợ cho việc tiêu hóa, và con vật nó phải được bù năng lượng thì nó mới giúp cho cái việc là nó hồi phục được nhanh hơn. Thì đấy là về tổng thể về vấn đề phòng ngừa và xử lý là như vậy. Bây giờ chúng ta khi trường hợp nó lổ ra dịch thì chúng ta làm như thế nào? Thì đối với trường hợp mà lổ ra dịch ý, thì anh em chú ý đến việc làm sạch ô nhiễm độc tố lấm mốc và làm sạch cái môi trường chăn nuôi để phòng ngừa cái nhiễm trùng cấp. Cái trường hợp bệnh này mà bị gặp độc tố lấm mốc thì tỷ lệ chết cực kỳ cao. Do đó là một trong giải pháp là chúng ta phải ngăn ngừa cái việc là nhiễm độc tố này. Và trong nuôi vịt ngan thì cái nhiễm độc tố là rất nhiều, bởi vì vịt ngan là gần như máng ăn máng uống, là người nuôi là người ta gần như không rửa, đặc biệt là cho ăn nuôi ngan vịt mà thả gọi bán chăn thả ấy, thì thường là cho ăn vào tại một điểm và người ta cứ giải thức ăn mà không bao giờ vệ sinh, và thậm chí thức ăn nó tạo xếp thành chồng thành đống như vậy thì nó rất dễ bị nhiễm. Thì ở đây có một cái đặc điểm nữa là mình sử dụng một số thuốc để mình xử lý cũng khá là hiệu quả hiện nay. Thứ nhất là khi xử lý thì chú ý đến làm sạch nhiễm độc tố lấm mốc và phòng ngừa các nhiễm trùng thứ cấp là mình cái nguyên tắc chung rồi. Nếu trong trường hợp bệnh nó lây lan nhanh thì mình có thể tiêm theo phác đồ sau. Thứ nhất là mình có thể sử dụng cái phác đồ cấp cứu là mình đưa ngay cái ceftiofur cộng interferon. Có thể sử dụng interferon hoặc là cái kháng thể gamma globulin mình đưa vào mình tiêm thì nó sẽ ngưng chết và giúp cho cái hồi phục rất nhanh. Còn nếu mà ở Trung Quốc mình có thể tìm cái mua được cái phytohemagglutinin ấy, cái này là cái chiết xuất từ cái đậu tương, chiết xuất đậu tương lên men, thì hoặc là cái achagalut, cái hai cái này là đều từ chiết xuất từ đậu thôi.
ở Trung Quốc nó có cái sản phẩm đó và người ta sử dụng để điều trị nó rất là tốt. Thì những cái sản phẩm này nó có tác dụng để vào để chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch. Thì ở đây ở Việt Nam mình thì mình có thể sử dụng Ceftiofur cộng với interferon. Interferon thì chúng ta có thể liên hệ công ty CNC chỗ bên chỗ anh Hùng đấy, hoặc là công ty Lavetco thì có cái interferon này, hoặc là cái gamma globulin. Cái này thì có thể dùng đường tiêm hoặc đường uống, thì vào thì nó sẽ giúp cho cơ thể tăng cường kích hoạt miễn dịch và nó có thể sử dụng trong trường cấp cứu. Còn trong trường hợp mà mình tổng đàn thì mình có thể ngăn ngừa và điều trị nhiễm trùng thứ cấp bằng việc sử dụng các kháng sinh phổ rộng, tiêm kháng sinh phổ rộng vào cùng với kháng thể lòng đỏ. Kháng thể này thì mình có thể dùng kháng thể vịt bình thường của mấy đơn vị sản xuất như là Hanvet Trung ương 5 rồi RTD. Họ cái kháng thể vịt thì trong đó nó có các cái globulin miễn dịch, và mình tiêm kết hợp với các cái kháng sinh như là Amoc thì dùng với cái liều là từ 15 cho đến 20mg trên mỗi kg thể trọng, phải tiêm đúng cái liều này thì nó mới hiệu quả cao. Hoặc là chúng ta sử dụng cái kháng sinh có tên là Amikacin sulfat với cái liều khoảng 25 cho đến 30.000 UI trên kg thể trọng, thì sử dụng với cái liệu trình từ 3 đến 5 ngày thì đều ok. Thì đây là những kháng sinh này là đang kháng sinh đưa vào đầu tiên. Thế còn kháng sinh trộn thì anh em có thể sử dụng cái Amoxicillin đưa cũng ok, sử dụng cái Enzo trong trường hợp này cũng ok, nhưng mà Enzo thì nó sẽ có tính độc nhiều hơn. Đối với Doxyfluor thì trong trường hợp này là mình hạn chế sử dụng, bởi vì nó tổn thương gan thận rất là trầm trọng. Và những cái kháng sinh dòng Sutamid thì mình cũng hạn chế sử dụng trong trường hợp này vì nó đang bị tổn thương gan rất là trầm trọng. Thì đây là những cái giải pháp, những cái phác đồ mà anh em có thể kết hợp, mà em cứ điều trị trường hợp này có thể mua Cept và Interferon đưa vào là ok. Thế còn cái phần bôi vàng này là cái sản phẩm nó chưa phổ biến ở Việt Nam, chúng ta khó tìm thì chúng ta không cần quan tâm nhiều. Thì đó là toàn bộ những cái phần chia sẻ của tôi liên quan đến bệnh VO trên vịt cũng như là giải pháp và can thiệp. Và hiện nay cũng một số anh em cũng đưa ra một số anh em thì đang tức là có thể là họ biết cái thông tin về bệnh này và họ có sử dụng kháng sinh để họ điều trị, nhưng tuy nhiên có thể là họ bóc tem bóc mác đi họ như thế nào đó để gọi là một cái giữ nghề giữ bí quyết gì đấy để họ kiếm tiền, thì họ cũng đã áp dụng thành công, nhưng mà họ cũng không chia sẻ, và thường là anh em sẽ phải tức là tự mò đó. Nhưng mà hôm nay thì mọi người được chia sẻ nghe cái phần này thì mọi người sẽ thấy áp dụng chắc chắn là sẽ hiệu quả. Chắc chắn hiệu quả nếu đúng là REO thì áp dụng theo cách này sẽ hiệu quả. Và cái này thì tôi cũng có tham vấn với các đồng nghiệp của Trung Quốc, là người ta cũng chia sẻ cái cách ở bên đó là khi mà xử lý những cái trường hợp mà bị đang xác định là REO thì can thiệp thì đều ổn, giảm được cái tỷ lệ chết đáng kể, và những trường hợp nhẹ thì nó vượt qua và ổn được ngay. Thì đấy là cũng cái chia sẻ của tôi để chia sẻ cho anh em, để anh em có thêm được cái giải pháp để anh em áp dụng và giảm được cái thiệt hại cho người chăn nuôi đó. Thì anh em có thể áp dụng những cái giải pháp này để giúp cho người nuôi người ta có những cái giảm bớt cái thiệt hại. Một bạn bảo là interferon ở thú y là không có, thì tôi khẳng định là interferon là các bạn cứ liên hệ với công ty CNC hoặc là công ty Lavetco chắc chắn có interferon. Tôi năm 2017 là xảy ra lở móng ở trên lợn, trên heo, là tôi kết hợp cái phác đồ sử dụng interferon để điều trị triệu chứng ở trên lở móng rất là hiệu quả. Và sau đợt đấy thì mọi người biết đến Interphone rất nhiều và họ bán được rất nhiều đó. Nhiều cái thứ rất là hay, nhưng mà mình chưa có thời gian nghiên cứu tìm hiểu để áp dụng thôi. Thì khẳng định là Interphone là có thể liên hệ công ty CNC hoặc công ty Lavetco là có sản phẩm này, anh em có thể kết hợp. Những cái trường bệnh virus mà anh em kết hợp Interphone điều trị rất là ok, kể cả bại huyết anh em kết hợp Interphone rất ok đó. Thì tôi xin phép kết thúc cái phần chia sẻ của mình ở đây. Bây giờ sẽ đến phần hỏi đáp. Thì anh em ở trong Zoom mà mình có những câu hỏi nào mà mình hỏi đáp thì mình có thể là
Tôi sẽ bật trở lại mic và anh em hỏi thì sẽ có cái chia sẻ trao đổi cùng với anh em. Anh em có thể bật mic lên ạ. Rồi, tôi sẽ bật mic lên để anh em ở trong Zoom có thể hỏi nhá. Hỏi thì từng người hỏi nhá. Tôi xin lỗi một chút. Alo, nghe anh Hùng ơi, anh Hùng mình đang bận một xíu xong. Mình đang bận một xíu đang giảng bài xong mình sẽ gọi nhá. Ok. Rồi. Vâng ạ, xin mời anh chị em nào có câu hỏi thì mình có thể hỏi.